Tin quân sự ngày 25 tháng 10. Israel cảnh báo chặt đầu rắn nếu Iran leo thang. Quân đội Mỹ bị tấn công 13 lần ở Iraq và Syria trong tuần qua. Lời kêu gọi đóng cửa các căn cứ quân sự NATO và Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ điều F-16 tới Trung Đông. Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 25 tháng 10 của DKN và sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat đã cảnh báo vào ngày 22 tháng 10 rằng nếu tổ chức khủng bố ủy quyền Hezbollah ở Liban tấn công Israel, Ayatollah của Iran sẽ biến mất khỏi bề mặt trái đất. Ayatollah của Iran mà ông Barkat nhắc đến là người cai trị tối cao của Iran, giáo sĩ Shia cấp cao của Iran. Cảnh báo của ông Barkat có nghĩa là nếu Tehran can thiệp sâu hơn và cho phép nhóm khủng bố mà họ hỗ trợ là Hezbollah tham chiến và mở mặt trận phía Bắc, Israel sẽ không chỉ tiêu diệt Hezbollah mà còn nhắm vào Iran để tấn công quân sự. Ông Barkat cho biết, kế hoạch của Iran là tấn công Israel từ mọi phía. Nếu Iran có ý định nhắm vào Israel, Israel sẽ không chỉ trả đũa mà còn tấn công thẳng vào đầu rắn, cũng chính là Iran. Hàng chục nghìn binh sĩ Israel đã tập trung dọc biên giới lãnh thổ phía Bắc, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng Israel có thể bị buộc phải chiến đấu trên hai mặt trận. Hezbollah và lực lượng phòng vệ Israel đã đấu súng ở biên giới phía Bắc của Israel nhiều lần vào tuần trước. Khi Israel chuẩn bị cho các hoạt động trên bộ ở Gaza và bạo lực leo thang dọc biên giới Liban và ở bờ Tây bị chiếm đóng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22 tháng 10 cho biết, ông lo ngại rằng các lực lượng ủy nhiệm của Iran có thể leo thang các cuộc tấn công chống lại Hoa Kỳ và người Mỹ, đồng thời cho biết chính quyền đang thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn cho người Mỹ và sẽ đáp trả dứt khoát trước bất kỳ cuộc tấn công nào nếu cần thiết. Về cơ bản, Mỹ không muốn xung đột với Iran nhưng sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu Iran chọn làm như vậy. Các quan chức Mỹ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10, khởi đầu một cuộc chiến tàn khốc và chết chóc giữa phiến quân và Israel khiến hàng nghìn người thương vong cho cả hai bên, chủ yếu là dân thường và gần 200 người bị bắt làm con tin của Hamas. Blinken cho biết ông không thể tiết lộ thông tin chi tiết về các con tin bị Hamas bắt giữ. Ông nói, chúng tôi muốn bảo đảm rằng sẽ có viện trợ nhân đạo và quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng con tin, có rất nhiều người Israel đang bị bắt làm con tin và tất nhiên là cả các con tin từ các nước khác. Vì vậy, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể bằng mọi cách, dùng mọi phương tiện, sự hợp tác và các mối quan hệ. Israel cũng đang làm điều tương tự. Nhưng trong trường mực chúng ta nói về các hoạt động quân sự về Israel, trọng tâm thực sự là cách Israel vận hành và cách tốt nhất để đạt được kết quả mà họ tìm kiếm. Vào ngày 22 tháng 10, Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố rằng, Tổng thống Biden đã thảo luận về những diễn biến ở Gaza và các khu vực xung quanh với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cũng như việc thả hai con tin người Mỹ. Tuyên bố cho biết Mỹ và Israel đang nỗ lực bảo đảm tất cả các con tin còn lại do Hamas bắt giữ được thả, bao gồm cả công dân Mỹ, đồng thời cung cấp lối đi an toàn cho công dân Mỹ và thường dân Gaza khác muốn rời đi. Cựu đặc công của đơn vị Sayeret Makan ưu tú của Israel, nổi tiếng vì giải cứu thành công con tin năm 1972 cho biết, lực lượng huyền thoại này hiện phải đối mặt với thách thức lớn hơn nhiều so với bất kỳ hoạt động táo bạo nào trước đây. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, phiến quân Hamas đã bắt hơn 200 con tin về giải Gaza. Cựu chỉ huy đơn vị Sayeret Matkan, ông Doron Avital, người đã lãnh đạo đơn vị trong nhiều năm, cho biết, tôi biết chính xác những gì đơn vị này có thể và không thể làm. Tất cả những điều này góp phần tạo nên một chiến dịch giải cứu ở quy mô mà chúng tôi chưa từng đối mặt trước đây. Tên chính thức của lực lượng này là lực lượng trinh sát Bộ Tổng tham mưu Israel, được thành lập vào năm 1957. Đây là một đội biệt kích đặc biệt được mô phỏng theo lực lượng không quân đặc biệt của Anh, SAS, và có thể thực hiện các hoạt động sau phòng tuyến của kẻ thù. Mặc dù ban đầu liên kết với lính dù của lực lượng phòng vệ Israel IDF, các đơn vị mắt can cuối cùng nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của tình báo Israel. Điều này giúp phân biệt họ với các đơn vị khác trong quân đội Israel. Đội biệt kích mắt can đã trở nên nổi tiếng vì thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau, bao gồm cả giải cứu và ám sát. Yakov Admirer, người từng giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia trong chính phủ của ông Netanyahu từ năm 2011 đến 2013 cho biết, đây là một trong những thách thức tình báo lớn nhất mà Israel phải đối mặt kể từ khi rút quân khỏi địa trung hải vào năm 2005 người chỉ huy chiến đấu trên mặt đất nên làm tốt nhất có thể dựa trên sự hiểu biết của họ về tình hình trên mặt đất. Trong trường hợp này, họ không biết con tin đang ở đâu và khó có thể tính đến điều này trong kế hoạch của họ. Phạm vi của những thách thức mà Israel phải đối mặt phức tạp đến mức, ngay cả các quan chức Israel giàu kinh nghiệm cũng hiểu rằng thương vong của các con tin bị giữ ở Gaza là gần như không thể tránh khỏi. Ông Avital, cựu chỉ huy Matkan, tin rằng vấn đề hiện tại rất phức tạp. Ngay cả với những bộ óc tốt nhất, trí thông minh và tài năng tốt nhất được đưa vào, đây vẫn là một vấn đề khó khăn. Người phát ngôn IDF Richard H cho biết, lực lượng tình báo của chúng tôi và tất cả các lực lượng đặc biệt đều tham gia vào chiến dịch này. Toàn bộ đất nước đã được huy động cho chiến dịch này, không chỉ bộ binh thông thường. Nỗ lực giải cứu con tin đang diễn ra trong những nhóm kín và nhạy cảm nhất trong cộng đồng tình báo và các cấp chính trị của chúng tôi, và đó là tất cả những gì tôi có thể nói về nó. So với các hoạt động trước đây của lực lượng Matkan, tình hình lần này phức tạp hơn nhiều và quyết định cuối cùng chỉ có thể được đưa ra bởi những người có dự kiện và dữ liệu. Nhưng người ta vẫn kỳ vọng lực lượng với kinh nghiệm huyền thoại này sẽ đóng một vai trò nào đó trong cuộc giải cứu con tin này. Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích ở Gaza. Trong nhiều ngày, lực lượng mặt đất đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Lực lượng Israel đã chiến đấu với Hezbollah ở Liban gần như hàng ngày kể từ khi chiến tranh bắt đầu, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng khắp khu vực dân quân Palestine tiếp tục bắn vào Israel. Các cuộc tấn công nhấn mạnh thực tế rằng IDF phải đối mặt với các cuộc tấn công từ một liên minh lỏng lẻo của nhiều dân quân Palestine, không chỉ Hamas. Kể từ ngày 18 tháng 10, phiến quân Palestine ngày càng sử dụng nhiều thiết bị nổ tự chế để chống lại lực lượng Israel. Các chiến binh được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Hezbollah của Liban, đã thực hiện 11 cuộc tấn công như một phần của chiến dịch đang diễn ra chống lại các radar của IDF và các mục tiêu quân sự khác, đặc biệt là xe tăng. Viện nghiên cứu chiến tranh tin rằng những hoạt động này làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa. Dữ liệu do lực lượng phòng vệ Israel công bố hôm 21 tháng 10 nêu chi tiết quy mô các cuộc tấn công bằng tên lửa do dân quân Palestine tiến hành nhằm vào Israel kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Báo cáo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, dân quân Palestine đã bắn hơn 6.900 quả rocket từ hành lang Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Khoảng 25% số tên lửa phóng vào ngày 20 và 21 tháng 10 đã thất bại và không tới được lãnh thổ Israel mà rơi xuống giải Gaza. Jafar al-Hussein, phát ngôn viên của Kataif Hezbollah KH do Iran hậu thuẫn, tuyên bố vào ngày 20 tháng 10 rằng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục và tăng tốc. Hussein đặt hoàn toàn trách nhiệm về các cuộc không kích của Israel vào giải Gaza lên Hoa Kỳ và tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ gánh chịu hậu quả. Quân đội Mỹ và Liên minh đã bị tấn công hơn chục lần khác nhau tại các căn cứ ở Iraq và Syria chỉ trong một tuần qua giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng của họ đồn trú tại Al Tan ở Đông Nam Syria và các căn cứ không quân Al Assad và Al Kharia ở Iraq đã hứng chịu các cuộc tấn công trong những ngày gần đây. Mặc dù các cuộc tấn công chỉ gây thương tích nhẹ nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng quân đội tại các căn cứ liên tục bị nhắm mục tiêu. Tướng không quân Pat Ryder, phát ngôn viên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết từ ngày 17 tháng 10 đến 24 tháng 10, lực lượng Hoa Kỳ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 10 lần riêng biệt ở Iraq và 3 lần riêng biệt ở Syria bằng máy bay không người lái và tên lửa tấn công một chiều. Ông nói thêm đó chỉ là những con số sơ bộ ban đầu, báo cáo tổng thể đầy đủ sẽ được cung cấp thêm. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông cho biết, 24 quân nhân bị thương nhẹ vào ngày 18 tháng 10 trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Amtan và al và Al-Assad. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết tất cả đều nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ sau đó. Cùng ngày hôm đó tại đồn trú ở Syria, binh sĩ Mỹ chết vì đau tim sau một cuộc tấn công nhắm vào nhà chứa máy bay. Bộ Quốc phòng từ chối xác định cụ thể nhóm nào đang thực hiện các cuộc tấn công nhưng cho biết những nhóm này được Iran hậu thuẫn. Tướng Ryder nói: Chúng tôi biết rằng các nhóm thực hiện các cuộc tấn công này được hỗ trợ bởi quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và chế độ Iran. Những gì chúng ta đang thấy là nguy cơ leo thang đáng kể hơn nhằm vào các lực lượng và quân nhân Mỹ trên khắp khu vực trong thời gian rất gần. Chúng tôi biết những nhóm này là nhóm ủy nhiệm của Iran. Trong khi tất cả 13 cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đều diễn ra trong vòng vài tuần sau cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Hamas nhằm vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn không xác nhận mối liên hệ rõ ràng của các vụ tấn công này với cuộc chiến đang xảy ra tại Gaza. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết họ đang xem các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa là những sự cố riêng biệt. Các quan chức Mỹ hôm thứ Ba cũng cho biết rằng sức mạnh không quân bổ sung đã đến khu vực. Những chiếc F-16 từ phi đội máy bay chiến đấu viễn trinh số 119 của Vệ binh Quốc gia New Jersey, được gọi là Ác quỷ Jersey. Trung tướng không quân Alexis Greenkiewicz, chỉ huy lực lượng không quân số 9 và lực lượng phòng không liên hợp cho biết, sự xuất hiện của những phi công này giúp tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc hỗ trợ các đồng minh, liên minh và các đối tác khu vực khi chúng tôi hợp tác nhằm tăng cường sự ổn định và an ninh khu vực. Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu diễn ra khi các lực lượng khác của Mỹ được lệnh tới Trung Đông vào cuối tuần, bao gồm nhóm tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, một khẩu đội phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối và nhiều tiểu đoàn khẩu đội Patriot khác. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng ra lệnh triển khai nhiều quân nhân hơn so với số lượng 2.000 quân đã nhận được lệnh tương tự vài ngày trước đó. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai cho biết, Tổng thống Joe Biden tiếp tục nỗ lực hướng tới việc thả tất cả các con tin người Mỹ bị Hamas bắt giữ và duy trì dòng viện trợ ổn định vào dài Gaza. Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ do người Palestine nắm giữ và được cho là đang lên kế hoạch tấn công trên bộ. Tướng Ryder nói, Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng người Palestine không phải là Hamas và Hamas không phải là người Palestine và thật rất rất đáng tiếc khi chúng ta chứng kiến một nhóm khủng bố hòa nhập vào cộng đồng dân thường. Cuối cùng điều mà mọi người đang cố gắng làm ở đây là bảo vệ sinh mạng dân thường vô tội và bảo đảm rằng các nhóm như Hamas không thể tiếp tục làm những gì họ đã làm. Một đồng minh chính trị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, chính trị gia chống Do Thái khét tiếng Muhammad Ali Fati Ebakan, đã kêu gọi đóng cửa ngay lập tức các căn cứ quân sự có quân đội NATO và Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông này cũng ủng hộ việc từ chối cả Mỹ và Israel quyền tiếp cận không phận, cảng và lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như truy tố những người Do Thái Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập lực lượng phòng vệ Israel. Khi phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hồi ngày 19 tháng 10, Ebakan đã kêu gọi một chiến dịch toàn diện chống lại Israel, khẳng định rằng những lời lên án đơn thuần sẽ không có kết quả và chỉ có hành động quyết đoán mới mang lại sự thay đổi trong hành vi của chính phủ Israel. Ông Ebakan cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì ủng hộ Israel. Ông nói căn cứ không quân Inzirik và căn cứ radar Kuresik ở nước ta nên đóng cửa. Toàn bộ thế giới Hồi giáo có nghĩa vụ phải hành động ngay lập tức dưới sự lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây vừa là nghĩa vụ nhân đạo vừa là nghĩa vụ tôn giáo. Căn cứ không quân Inzalik của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở tỉnh Adana phía đông nam, đóng vai trò là trụ sở của Bộ Chỉ huy Căn cứ xe tăng số 10 của không quân quốc gia, cung cấp hỗ trợ hậu cần quan trọng cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, căn cứ không quân số 39 của không quân Hoa Kỳ đóng quân tại trung căn cứ với Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần của thỏa thuận chung giữa hai nước vào tháng 12 năm 1954 và sau đó được mở rộng vào tháng 3 năm 1980 thông qua Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Quốc phòng giữa nước này và Hoa Kỳ. Trạm radar Kuresik nằm ở tỉnh Malatya phía đông nam, là một cơ sở của NATO được thành lập vào năm 2012 với vai trò là hệ thống radar cảnh báo sớm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Nó đã được cài đặt và hiện đang được vận hành bởi quân nhân Hoa Kỳ. Theo ông Ebakan, căn cứ Qoresik đã che chắn cho Israel khỏi các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Iran. Ông kêu gọi đóng cửa ngay lập tức, nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên hỗ trợ Israel phòng thủ. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, ông Ebakan đã đưa ra một loạt yêu cầu chúng bao gồm trục xuất đại sứ israel với tư cách là người không được chào đón triệu hồi đại sứ thổ nhĩ kỳ khỏi israel đình chỉ bán dầu và hàng hóa chiến lược cho mỹ và israel bởi các quốc gia hồi giáo chấm dứt mọi hợp đồng thương mại với các công ty mỹ và israel từ chối quyền tiếp cận không phận cảng và lãnh hải của thổ nhĩ kỳ đối với cả mỹ và israel khởi xướng một cuộc tẩy chay toàn cầu đối với các sản phẩm của israel và mỹ cũng như việc theo đuổi lệnh bắt giữ thủ tướng israel benjamin netanyahu hơn nữa cần phải xác định những cá nhân mang hai quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Israel và đang phục vụ trong quân đội Israel, ông nói, những cá nhân này nên bị truy tố ở Thổ Nhĩ Kỳ vì tội ác chống lại loài người. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hôm nay một phi đội máy bay F16 Fighting Falcon đã tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm. Máy bay này sẽ hoạt động cùng với một loạt lực lượng mà Bộ Quốc phòng đã cử tới khu vực trong những ngày gần đây để nâng cao hơn nữa khả năng tự vệ của lực lượng Mỹ. Thư ký báo chí ngũ giác đài, chuẩn tướng John tướng Pat Rider cho biết trong cuộc họp giao ban ngày hôm nay, những gì chúng ta đang thấy là triển vọng leo thang đáng kể hơn chống lại các lực lượng và quân nhân Mỹ trên khắp khu vực, trong thời gian rất gần đến từ các lực lượng ủy quyền của Iran và cuối cùng là từ Iran. Để đáp lại, vào cuối tuần vừa qua, Bộ đã triển khai nhóm tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến Sancom và chỉ đạo tới khu vực một khẩu đội phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối từ Fort Bliss, Texas và các tiểu đoàn tên lửa Patriot bổ sung từ cả Fort Liberty, Bắc Carolina và Fort Sill, Oklahoma. Việc điều động máy bay có sự tham gia của những chiếc F-16 thuộc phi đội máy bay chiến đấu viễn trinh số 119 của lực lượng vệ binh quốc gia New Jersey. Nhiều đơn vị quân đội đã được đặt lệnh chuẩn bị triển khai, mặc dù chưa có đơn vị nào được kích hoạt. Nỗ lực bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực là một trong ba mục tiêu chính mà bộ này tập trung vào kể từ vụ tấn công của Hamas vào Israel. Ryder cho biết, Bộ cũng tập trung vào việc hỗ trợ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công khủng bố và ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực. Để hỗ trợ Israel trong công cuộc phòng thủ, ông cho biết Hoa Kỳ đã gấp rút hỗ trợ an ninh để giúp lực lượng phòng vệ Israel khôi phục an ninh và bảo vệ người dân Israel. Tướng Ryder nói, như chúng tôi đã nhấn mạnh, điều này bao gồm các khả năng mà Israel yêu cầu, bao gồm đạn dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, pháo, đạn dược, máy bay đánh chặn Iron Dome và các thiết bị quan trọng khác. Chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác Israel để bảo vệ họ. Vị tướng này nói, kể từ vụ tấn công khủng bố của Hamas, chúng tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi không muốn thấy tình hình xung đột ở Israel mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Thông điệp của chúng tôi gửi tới bất kỳ quốc gia hoặc nhóm nào đang nghĩ đến việc cố gắng lợi dụng tình hình này để mở rộng xung đột là đừng bao giờ. Thưa quý vị, bản tin quân sự của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.